đã về đến Houston này để cùng chúng ta chung một bàn tay gắn bó với trường Hoa. Và kính thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay với những tấm vé số này, Thanh Thanh được biết là chúng ta sẽ có ba cái giải rất là đặc biệt, luôn độc đắc, là 2 ounce vàng trị giá là 3.000 Mỹ Kim, lô hạng nhì và lô hạng ba mỗi lô là 1 ounce vàng, đúng không ạ? 2 ounce cho 2 giải. Dạ, đồng hạng của mình có giải ba không ạ? Không có giải ba, cảm ơn. Dạ, tức là chúng ta chỉ có 2 giải thôi quý vị, nhưng mỗi giải là 2 ounce vàng. Mỗi giải là 1 ounce vàng. Dạ vâng, rồi chúng ta phải hỏi ông bảo trợ cái lô sổ số của chúng ta. Và mỗi ounce vàng như vậy là trị giá là khoảng 3.000, trên dưới 3.000. Dạ vâng, và chúng ta... Dạ sao? 1 ounce là 750. 1.500. Là 1.500, dạ. Thì 2 ounce là trên dưới 3.000. Và kính thưa tất cả quý vị, thân mong là tất cả quý vị chúng ta sẽ giúp cho ban vé số ngày hôm nay là có ba chú em, đó là hai chị. Vì thế mà Thanh Thanh giữ hai chị lại đây để mà cảm ơn hai chị cùng Thanh Thanh trong cái phần bán vé số. Thanh Thanh vừa làm MC vừa bán vé số. Nhưng mong là tất cả quý vị thương cho Thanh Thanh 3.000, mà không biết mình với như đây vé số không biết mình có kiếm được 3.000 hay không. Nhưng mà cái phần giải sổ số này đã được bảo trợ bởi ông bà tiệm vàng Kim Châu cũng như là ông bà Trương Nhân. Mong là tất cả quý vị yêu mến ngôi chùa Liên Hoa, một ngôi chùa chung của tất cả cộng đồng người Việt đồng hương này của chúng ta tại thành phố Houston này. Quý vị nhớ mua ủng hộ cho vé số, và mỗi vé số là 5 Mỹ Kim, 5 vé là 20 Mỹ Kim. Quý vị mua 4 được tặng 1. Bây giờ ba chúng em sẽ được xin phép đi xuống và gửi những các vé số may mắn đến tất cả quý vị, và cảm ơn nhà bảo trợ ông bà Kim Châu cũng như là ông bà Trương Kinh. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, trả lại chương trình cho chị. Cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa quý vị ơi, ba cô gái với ba chiếc nhỏ xinh xắn. Hy vọng rằng là khi ba cô gái đến trên này thì quý vị sẽ rất là vui lòng để mua một tấm vé số ủng hộ cho chùa. Và mong rằng